Lâm, Tỏ Tình và Xin Lỗi. Các thành viên ngôi nhà chung mùa 18 hiện đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Cocoland Homestay, một khu nghỉ dưỡng sinh thái mang đậm nét miền Tây Nam Bộ với khu hồ bơi ngay trước phòng, giúp du khách có những phút giây thư giãn thoải mái, vườn trái cây theo mùa. Những căn nhà gỗ tình yêu dành cho những cặp tình nhân, vườn rau sạch và lá thuốc ngâm chân phục vụ riêng cho khách lưu trú. Hôm nay là ngày cuối cùng của ngôi nhà chung mùa 18. Các chàng trai và các cô gái sẽ không được gặp nhau cho đến buổi tỏ tình. Trong thời gian đó, các chàng trai tranh thủ chuẩn bị cho giây phút trọng đại. Mọi thứ có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Ê, bữa em tới. Mùa xuân về. À. Ngoài đau thế. Phá tan một không khí. Phá tan một không khí. Ngồi được. Đây hẳn là một điểm chẳng lành. Minh đã thăm dò các chàng trai. Em nghĩ sao về cái chuyện mà anh với Uyên sát lại quá gần nhau và liên tục có những cái hành động thân mật? Anh đang đá xé Tùng đúng không? Hả? Những hành động thân mật. Cái vấn đề ở đây á, mình tới đây để tìm tình yêu hay hò mà. Khi mà mình có thể gọi là gần gũi với người mình thích á, nhưng mà người mình thích lại muốn gần gũi với mình nữa thì cái điều đó là bình thường thôi. Tụi em thì nói chung là cũng ai đây nói chung là cũng lớn hết rồi, cũng trải qua mấy cái gọi là mấy tình cảm, mối tình cảm rồi, nên có cái vấn đề mà gần gũi trước mặt người khác nó bình thường. Bình thường em mọi người hay chọc chị thôi, chứ chọc cho vui, chứ tại không có miếng gì nói hết nên phải chọc. À, cũng như là mọi người lấy anh ra làm cái miếng hả? Lấy anh ra làm trò cười, lấy anh ra làm trò cười. Thằng bé này đã người ta đã né né nãy giờ rồi cũng quay lại nghe câu đó. Không anh, cái này anh hỏi thật Vĩnh với lại Sơn là tại vì là ngày đầu tiên và ngày thứ hai thì anh biết được rằng là hai đứa có để ý đến Uyên. Nếu như ở thời điểm hiện tại tụi em còn tình cảm với Uyên thì tụi em có dũng cảm để mà tụi em tỏ tình vào ngày hôm nay hay không? Đấy thì em xin giữ bí mật. Ok. Về vấn đề chiến thuật. À, chiến thuật phải giữ bí mật đúng không? Dù chưa biết chiều nay sẽ ra sao, nhưng điều mà các chàng trai có thể làm lúc này là chuẩn bị những bó hoa thật đẹp dành cho cô gái mà mình đặt tình cảm. Trong khi đó, các cô gái cũng đang trò chuyện về các chàng trai. Chị hỏi cái này cái là em với Vĩnh có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về cái vấn đề hai đứa tiến tới không? Ờ, là từ chị tình cảm á. Cái này chị hỏi thật. Vĩnh chưa có xác định được, đôi khi á chỉ đủ. Có người trong cuộc mới hiểu chuyện trong kẹt. Nếu như em không thích anh Vĩnh thì anh Vĩnh có cơ hội với chị không? Dù có tại em, dù có gì em hay không nữa thì nếu như Vĩnh thật sự có cảm xúc với chị Uyên là Vĩnh sẽ chủ động luôn. Nói chung á, đường nào cũng vòng về La Mã. Nếu đã thuộc về nhau thì sẽ tìm tới nhau, em hiểu không? Cho nên em đừng lo. Nếu mà chiều nay anh Vĩnh tỏ tình với chị thì chị nghĩ sao? Chị đó để chiều đó bà tính. Đúng rồi, giờ đang lên xích cống gì. Tự nhiên bây giờ bắt bà tính vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến thời khắc quan trọng. Các chàng trai đã có mặt tại điểm hẹn tỏ tình. Các cô gái cũng đã sẵn sàng cho giờ phút cuối cùng này. Hello đàn trai. Hello. Trời, ai cũng xinh hết vậy. Quên wow. Ra rồi. Có một nhân vật khá đặc biệt sẽ xuất hiện trước khi buổi tỏ tình diễn ra. Thay mặt Cocoland, mình là Phạm Anh, là CEO của công ty. Anh hứa nha, nếu mà các bạn hôm nay mà có tỏ tình thành công hoặc là các bạn có quen nhau sau chương trình nha, anh Việt sẽ tài trợ cho các bạn một kỳ nghỉ dưỡng tại Cocoland Homestay. Còn không thành công, anh cho em xuống tự ăn.
Cũng được. Những người đàn ông phải hiểu nhau đúng không? Đúng rồi. Thì các bạn chắc hẳn là đang có rất là nhiều cảm xúc, đang rất là hồi hộp ha. Anh Việt sẽ không có dành thời gian của các bạn nữa. Thì xin chúc các bạn nam ha, mình đàn ông với nhau mà, chúc các bạn là phải tỏ tình, phải thành công, tự tin, yeah cái nào. 1, 2, 3, yeah. Rồi, hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh. Và thật bất ngờ, người đầu tiên bước lên nói lời tỏ tình là cô gái nhỏ tuổi nhất, Mai. Bạn nam mà em muốn tỏ tình là bạn nam đang mặc một chiếc áo khác với những bạn còn lại. Wow. Tỏ tình nó cũng hài nữa. Gì vậy? Gì vậy? Hello em. Hello. Em là một người con trai mà tạo cho chị cái cảm giác gọi là thoải mái, rất là thoải mái khi mà ở bên cạnh em. Chị không cần phải kiểu gò bó hay là phải suy nghĩ cái gì để nói với em hết. Chị không cần phải gồng mình lên hay như thế nào với em hết. Chị với em cũng đã có những cái phút giây nó rất là vui vẻ với nhau. Mình chỉ cần làm những cái điều gọi là rất là bình thường. Mình chỉ cần đơn giản như mình hát với nhau hay mình đạp xe cùng nhau, với những cái điều bình thường như thế. Nhưng mà đối với chị nó rất là đặc biệt. Cho nên là nếu có cơ hội thì chị muốn là làm những điều đó với em mỗi ngày. Lần đầu được tỏ tình. Nói chung là em cảm ơn chị, cảm ơn tình cảm chị dành cho em, cảm ơn những lần vui chi, những lần hề hước cùng nhau, cảm ơn vì em được gặp chị. Còn nếu mà chị muốn đặt những cái điều nhỏ nhặt đó thì chỉ cần chị muốn thì lúc nào cũng có thể làm. Chỉ cần chị muốn thì lúc nào cũng có thể làm. Em có hoa tặng chị. Cái này em chuẩn bị cho chị hay là cho? Em tự chuẩn bị, tự tay chuẩn bị cho chị. Cái này từ từ đọc nha. Gì nữa, hôn đi. 2, 3, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Thôi, nhường chỗ cho hai đứa trẻ, đứng lên để cho con bé về vị trí thôi. Gì, gì, vị trí của mình. Mày đứng nín nín cái thùng lum nó chạy hôm nào không hay thấy chưa. Xin vé. Người tiếp theo bước lên thổ lộ tình cảm không ai khác hơn chính là Quang Minh. Sao ta bắt đầu có vấn đề rồi. Người con gái mình muốn tỏ tình hôm nay là Phương Nguyên. Chào em. Trước tiên khi mà anh tỏ tình với em á, thì chúng ta hãy cùng ký vào bó hoa này. Ký hả? Lại ký cái gì ạ? Anh sẽ ký trước. Thế em cứ ký vào bó hoa này được rồi. Anh có gài không? Ký cái rồi, gì ạ? Em cứ ký vào đây đi. Là sao á? Rồi, cảm ơn em. Chưa thích ăn cơm chó nha. Và bó hoa này xin được gửi đến Uyên. Và sau khi nhận hoa xong, em có thể bỏ tờ giấy này ra và em đọc những lời bên dưới trước cho mọi người cùng nghe. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Bản cam kết hả? Ghê quá nhỉ. Dài rồi. Kính gửi ban tổ chức lớp hao mùa 18. Chúng tôi tên Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1991. Và Tô Phương Uyên, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1997. Xin cam kết sẽ cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn để có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau. Anh muốn nói với em là hãy cho anh một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, để chúng ta có thể có mối kết thật là tuyệt vời giống như đôi bạn trẻ bên kia. Cái ngày mà anh đưa trái tim cho em là ngày thứ hai. Đúng.
cái ngày đó so với em nó quá vội. Vì lúc mà anh đưa trái tim cho em á, bắt đầu một buổi hẹn hò, em có nói với anh là tánh của em á là cái gì em cũng cần phải có thời gian hết đó. Tại vì trong bản tính con người của em á, em cần thời gian để em chứng minh, em không cần lời nói. Nhưng hôm qua á, có một cái như vậy, anh em nói với anh những cái khuyết điểm của anh, ok anh đồng ý, anh nói là anh sẽ tiếp thu, nhưng mà anh thêm vào đó là nhưng. Em nói với anh á, khi mà mình nói một cái câu gì á, trước cái chữ nhưng nó đều là vô nghĩa, anh hiểu không? Đó là một cái lời, không phải là tự nhận bản thân mình sai hoặc là tự góp ý. Và nếu anh thật sự mà anh nghiêm túc trong cái chuyện này á, thì anh cho em thời gian. Tại vì bây giờ em thay đổi suy nghĩ rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Em biết được anh dành cho em như thế nào mà. À, đúng là anh là một người đàn ông hoàn ngôn thật. Anh chia sẻ cùng với tất cả mọi người. À, nhưng mà cái cảm xúc của anh khi yêu một cô gái nó rất là mềm yếu, và chúc cho em có thật nhiều hạnh phúc. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Người tiếp theo là Hồng Sơn. Cô Hồng Sơn, thực ra là bây giờ anh đang khá là ngại. Hy vọng là nhà gái có thể nhắm mắt một chút xíu, xong rồi anh dắt tay người mà anh muốn ra đây được không? Ok, tôn trọng Sơn. Khá là ngại nói. Tại vì nhắm mắt tí cho nên nhắm mắt. Ngọ thật luôn á anh Sơn. Ngay từ hôm đầu, đây là cái cảm nhận đầu tiên của anh về em. Em bất ngờ. Sau này tiếp xúc thì anh mới biết là ở trong em nhiều cảm xúc hơn là trước đấy. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy là hình như trước đấy phải có những chuyện gì đó thì em mới trở nên kiểu mạnh mẽ hơn được về bên ngoài như thế. Cái này cũng anh tốn khá là nhiều công sức, và bây giờ anh muốn tặng em bởi vì thật sự anh thích em. Anh thích em là khá là nhiều tâm huyết của anh. À đây là anh muốn em luôn luôn smart, cười như vậy vì em cười rất xinh ấy. Tất cả đây là anh vẽ, anh viết và anh cắt hết sáng nay, cả ở sau nữa. Công phu ha. Là như vậy, em với anh có thể là trong tình cảm thì mình chưa chắc, mình chưa nói được gì hết. Nếu như mà bây giờ mình có thể làm bạn được thì sau chương trình này là khi nào anh cần em đều sẵn sàng giúp đỡ anh hết. Hoặc cái đó là em hứa. Yes. Thật sự luôn. Thật vui. Thì anh muốn em cứ vui như thế này thôi. Dạ, ok. Yeah. Yeah. Vĩnh bắt đầu căng thẳng. Thật bất ngờ, lời tỏ tình cuối cùng lại là từ một cô gái, Phương Uyên. Giờ còn có người còn lại hả? Giờ tự lên hay là để dắt lên? Em
có tỏ tình với em không? Có chứ. À vậy hả? Em nói trước nha. Hay là anh nói trước? Anh nói trước đi anh Huy. Đợi được tỏ tình mà hoa héo luôn. Gì đợi tỏ tình mà hoa héo hả? Mà giả hả? Hoa thiệt á. Dạ. Thì như hôm qua có nói đó, là từ lúc mà đầu chương trình tới giờ là chỉ có hình như đúng rồi hôm qua là mình có cơ hội gặp nhau để mà nói chuyện. Mà em không ngờ là nói chung là mình có những cái kết nối mà nó ngầm ngầm. Em cũng không biết nói làm sao. Là cái cảm xúc mà đầu tiên của mình gặp đó thì chắc anh hiểu mà. Xong rồi đến cái đêm hôm qua em thấy lù lại. Em hết hồn thiệt. Tự nhiên cái em trong lòng em có cảm giác là nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Nó không có thay đổi gì hết. Tại vì em thì em nghiêm túc. Còn anh đó thì em thấy anh nhỏ tuổi hơn em cũng không chắc. Nhưng mà em cũng mong là anh chứng minh được cho người ta thấy là anh không phải như người ta nói. Anh có thể bảo vệ em, chăm sóc em, chứ không phải trẻ con vậy. Hơi bất ngờ vì em là người lên tỏ tình trước. Thật sự mà nói là em là người con gái mà ngay từ đầu chương trình anh đã có cảm tình. Thì khi mà được nói chuyện với em đi qua thì anh biết là... là mình vẫn còn tình cảm với em. Và anh cũng biết được là em cũng vẫn còn cảm tình với anh như lúc những ngày đầu tiên. Thì tại sao không cho mình cơ hội? Mình đến đây để tìm tình yêu mà. Đâu mình không thể trốn tránh nó mãi được. Ngày hôm nay hãy về cùng anh nha. Ôm nhau đi, ôm nhau đi, ôm nhau đi. Lần đầu tiên là cho em gửi lời xin lỗi tới Trâm Anh. Có gì đâu mà xin lỗi. Không phải đây là... không phải chỉnh xem Trâm Anh là một người thay thế, hay là để cho Trâm Anh cảm thấy là vẫn được chọn ở lại. Mà là thật sự là Vĩnh cũng có đồng cảm với Trâm Anh về suy nghĩ. Đồng cảm theo vấn đề gì? Về tất... nói chung là không có nói về tất cả. Về tình cảm, về cảm. Đôi khi mình có buổi hẹn hò nói chuyện. Thì... sau đó Vĩnh cũng có cảm tình với Trâm Anh. Nhưng mà ở bên cạnh nhau thì Vĩnh không cảm thấy thoải mái. Cho đến khi ngày hôm qua, người mà Vĩnh lúc trước lại vô tình bỏ qua cơ hội thì lại cho Vĩnh được cái cảm giác đó. Mình đến đây tìm tình yêu, và con tim mình nó chỉ được một người thôi, và Vĩnh nghe theo con tim mình là từ những buổi đầu tiên Trâm Anh cũng đã cảm nhận được từ Vĩnh là thực ra là Vĩnh không ngay tại giờ phút này. Anh mới lên. Nên mình đánh này. Không phải là khóc vì cái vấn đề gì cả, nhưng mà ý là mình không có thích cái gì nó không thật. Nói thẳng ra là giả dối á. Tại vì vốn dĩ là Trâm Anh đã biết là Vĩnh không thực sự là không có tình cảm với Trâm Anh rồi. Không, cái này bên ngay tại giờ phút này thì Vĩnh nên nói thật với lòng mình đi. Không phải sợ Trâm Anh buồn hay là tại vì chương trình hay như thế nào cả. Nhưng mà ngay từ những cái hành động của Vĩnh thì Trâm Anh cũng đã biết rồi.
Trâm Anh á chỉ hơi giận Vĩnh một điều, đó là dù có bao nhiêu lần đi nữa, Trâm Anh đã cho Vĩnh có cơ hội để thực sự nói thật với lòng mình để cho Trâm Anh biết. Nhưng mà Vĩnh cứ vòng vo. Trâm Anh thì tới cái ngày gần cuối á, thì Trâm Anh cũng không có muốn làm khó Vĩnh nữa. Cho nên là Trâm Anh mới nói là thôi, anh không có cần trả lời đâu. Việc mà anh làm là anh dùng hành động để anh trả lời. Và ngày hôm qua thì cái những cái ánh mắt mà hai người nhìn nhau á, Trâm Anh không dám nhìn. Không dám nhìn. Có lẽ là không phải là vì Trâm Anh có tình cảm với Vĩnh đâu, nhưng mà tại vì cảm giác nó như thế nào. Nó cứ như là vật thay thế á. Vật thay thế á. Mặc dù Trâm Anh đã cho cơ hội Vĩnh rất nhiều lần để Vĩnh nói thẳng với Trâm Anh rồi, tại sao không nói? Tại sao vẫn cứ tỏ ra là đang có cái gì với Trâm Anh để làm gì? Mình nếu như mà mình không nghĩ thì nó sẽ không là vấn đề. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ thì chắc là đau lắm á. Ngay từ cái ngày đầu tiên á, là Trâm Anh định là hoặc là anh Minh hoặc không là ai. Nhưng mà vì Vĩnh có thể đặt cách trái tim đó với ai khác mà. Tại sao? Ok, do Vĩnh muốn thử tìm hiểu cũng được. Mà cảm giác thí dụ mà không hợp thì thôi, không hợp thì có thể là một ngày khi mà những cái lúc mà tiếp xúc, tại sao cảm giác không có thì cứ nói thẳng đi chứ có gì đâu. Nhưng mà thôi, ok. Dù gì thì cũng chúc mừng Vĩnh vì Vĩnh đã tìm được tình yêu cho mình. Trước tiên là em gửi lời xin lỗi đến cả gia đình. Tại vì đúng là hồi lúc mà em có nói là do là em suy nghĩ cho mọi người. Nhưng mà đôi khi cái suy nghĩ của em nó lại sai và nó dẫn đi hướng khác. Nếu như mà em suy nghĩ kỹ càng, em xác định được những cái chuyện mà em làm thì nó sẽ không đi quá xa đến như vậy. Và nó sẽ không có kết cục như vậy. Cho em trả lời xin lỗi tới mọi người.